Chào cả nhà, là mình đây. Hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một câu chuyện rất cảm động về tình phụ tử. Một người đàn ông nuôi con đến 11 năm mới biết nó không phải con ruột của mình. Nhật ký bán máu. Bộ phim này dựa trên nguyên tác là một tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. Đáng tiếc là đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có ai làm phim này. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1953 ở đất nước Hàn Quốc. Trong một vùng nông thôn nghèo, bán máu trở thành một chuyện đáng tự hào bởi vì vừa có thể kiếm tiền, lại vừa giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Thậm chí còn trở thành tiêu chuẩn để các cô gái đồng ý gả cho. Người đàn ông này tên là Heo Samwan, người đầu tiên mà anh ta nhìn thấy là một cô gái bán chả hơi béo. Sau đó là gặp cô gái bán bỏng ngô xinh đẹp, Heo Ốc Ran. Không có gì lạ khi cô nàng vừa xinh đẹp, vừa đầy đặn Heo Ốc Ran thành công chiếm được trái tim của chàng Samwan. Để kết hôn, việc đầu tiên mà anh ta nghĩ đến chính là bán máu. Nghĩ nào làm vậy, anh ta bèn đi tìm người giúp anh ta bán máu và nhận được một loạt mánh khóe để bán máu từ những người khác. Ví dụ như chiều lòng bác sĩ, uống nước liên tục, không được đi tiểu, để máu trong cơ thể loãng ra, ăn tiết để bổ máu. Lần đầu tiên bán máu, nhìn thấy máu của mình liên tục chảy vào trong bình, nhưng nghĩ tới số tiền bán máu có thể dùng để lấy cô gái mà mình thích, anh ta cảm thấy vô cùng xứng đáng. Sau khi lấy được tiền bán máu, anh ta vui sướng như bắt được vàng, ăn cơm, dạo phố, uống cà phê, tặng quà. Hai người trải qua một ngày vô cùng vui vẻ. Nhưng khi anh ta bày tỏ ý định muốn cưới nàng Ốc Ran làm vợ, cô lại thẳng thừng từ chối. Cô nói rằng cô đã có bạn trai mất rồi. Hắn ta tên là Ha Su-yang. Từ khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy có chút thất vọng về phụ nữ. Thay đổi một chiến thuật khác, anh ta trực tiếp đến nhà cô, biếu cho bố cô rất nhiều rượu và thuốc lá, thuyết phục ông cho cưới Ốc Ran. Cuối cùng, anh ta cũng thành công làm đám cưới với người mình yêu. Hai người trải qua những ngày tháng hạnh phúc bình đạm bên nhau, còn sinh ra ba cậu con trai, lần lượt là Irak, Irak và Samrak. Trong ba đứa, cậu con cả là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất, cũng chính là đứa mà Samwan yêu thích nhất. Nhưng có điều, càng trưởng thành, cậu con cả Irak càng lớn càng không giống bố. Khắp nơi lan truyền rằng Irak không phải là con ruột của Samwan, nhưng Samwan đối với những lời đồn đại này đều không để tâm, chỉ cho rằng do bọn họ ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng anh, vì vậy mới truyền ra những tin đồn thất thiệt. Hoặc cũng có thể do chính tên Ha Su-yang đó tung tin đồn cũng nên. Bọn họ xì xào bàn tán ngày càng nhiều, nhưng quả thật đến một người đưa thư lạ mặt cũng nhận định rằng Irak là con của Ha Su-yang. Điều này khiến cho Samwan càng muốn chứng minh sự thật. Nói là làm, để chấm dứt những lời đàm tiếu của người dân, anh ta thử đi làm xét nghiệm máu để chứng minh mình và Irak là ruột thịt. Thế nhưng kết quả xét nghiệm quả thật chứng minh tin đồn đó là thật. Irak quả thật không phải là con của anh ta. Quá tức giận, Samwan lập tức chạy sộc về nhà chất vấn vợ mình và biết được sự thật rằng mình đã bị vợ lừa dối trước khi kết hôn. Sau khi biết mình là con hoang, Irak chạy đến nhà của Ha Su-yang để nhận cha, sau đó lại đoạn tuyệt quan hệ với chính cha ruột của mình. Còn Samwan, sau khi biết được việc vợ đã lừa dối mình, cả người đều rơi vào trạng thái lười biếng, sống buông thả. Anh ta không còn nói những lời đường mật với vợ nữa, tình cảm cha con cũng chẳng còn, không còn muốn vì gia đình này nữa. Nhưng cậu bé Irak, từ sau chuyện này, càng trở nên trưởng thành hơn, cho dù những ngày tháng tươi đẹp không còn nữa, nhưng ký ức vẫn còn đó. Một ngày nọ, khi em trai Samrak đang chơi cùng những đứa trẻ khác, bọn trẻ xảy ra xung đột, hai bên đều gọi anh trai của mình đến. Nhờ sự cổ vũ của hai em trai, Irak lấy hết dũng khí, lấy đá đập vào đầu đối phương, sau đó còn phải bồi thường tiền viện phí cho đứa trẻ bị thương, khiến thái độ của Samwan càng trở nên tiêu cực. Anh ta không nhận Irak làm con trai nữa, còn sỉ nhục cậu bé con. Như vậy, bố mẹ của đứa trẻ kia không đòi được tiền viện phí, liền tự tiện sang lấy đồ đạc của nhà Samwan về. Lúc này, người vợ Ốc Ran không thể nhịn được nữa. Cô trang điểm xinh đẹp, đi tìm Ha Su-yang để đòi tiền, vừa gặp liền đấm cho vợ của Ha Su-yang một phát. Không chỉ không lấy được tiền mà còn bị mất mặt với hàng xóm. Quan hệ giữa hai vợ chồng cũng lạnh nhạt đi nhiều. Nhưng Heo Samwan, mặc dù rất giận vợ mình, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không chịu nổi cảnh gia đình tan nát. Cũng không muốn thấy vợ con mình phải chịu ở mức nên đã cố chịu đựng. Cho đến 10 năm sau, anh ta một lần nữa bước vào cánh cổng bệnh viện để bán máu. Ở đây, anh ta gặp được cô nàng béo năm xưa. Đối với chuyện vợ mình và người khác thậm thụt trước hôn nhân, Samwan vẫn tức tối trong lòng. Đối diện với cô nàng béo mình từng thích, bây giờ cô ta đã trở thành một cô nàng đẫy đà, anh ta cảm thấy có phần rung động, cho nên đã ngoại tình. Sau đó, anh ta dùng tiền bán máu, mua rất nhiều đồ về nhà, còn mua cho vợ một đôi giày mới. Tưởng rằng chuyện của Irak đã qua rồi, thế nhưng giấy không gói được lửa. Chồng của cô gái béo tìm đến nhà anh ta, Irak đứng đối diện với anh ta. Mặc dù cậu bé biết tất cả chuyện của cha mình, nhưng vì tình cảm cha con, cậu ta cố ý che đậy sự thật, giải vây cho Samwan. Sau đó là thời kỳ, đất nước Hàn Quốc khá khó khăn. Trong nhà không đủ đồ ăn thức uống cho lũ trẻ, không còn cách nào khác, Samwan chỉ có thể đến bệnh viện bán máu. Anh ta chịu đựng sự chế nhạo của bác sĩ về đứa con hoang Iraq, dùng tiền bán máu cải thiện bữa ăn của gia đình.
Nhưng lần này, anh ta do dự hết lần này đến lần khác. Anh ta đến cả giò lợn để bồi bổ thân thể cũng không được ăn, vậy mà phải dành tiền nuôi con người khác. Anh ta đau khổ bán máu của chính mình, không muốn dùng số máu đó để nuôi con của Hasuyang, cho nên anh ta đã đuổi Iraq đến nhà của ông ngoại. Lúc này, mặc dù cậu bé tuổi còn nhỏ, nhưng trải qua nhiều chuyện nên cậu rất trưởng thành, biết suy nghĩ. Cho dù biết được nguyên nhân vì sao cha không còn yêu mình nữa, nhưng đối với cậu, biết không có nghĩa là hiểu và đồng ý với điều đó. Sau đó, Iraq ở nhà ông ngoại ăn khoai lang qua ngày, nhưng trong tim vẫn nhớ hương vị của những chiếc bánh bao. Vì quá thèm bánh bao, cậu dẹp bỏ danh dự của mình đi tìm cha đẻ Hasuyang, nhưng nhận lại chỉ là sự cự tuyệt. Cậu bé Iraq đành phải một mình lang thang ngoài đường, được mẹ cậu tìm thấy, nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, trái tim của Samwan cũng mềm đi. Anh ta đối với thân thế của Iraq cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Mặt khác, Hasuyang phải nhập viện vì bệnh viêm não. Bác sĩ nói anh ta khó có thể qua khỏi, bảo mang anh ta về nhà chữa. Vợ của anh ta nghe lời mê tín, đầu tiên đến cầu cứu vợ chồng Samwan để cho Iraq, con trai ruột của Hasuyang đến giúp gọi hồn. Đổi lại, nhà họ sẽ nuôi dưỡng Iraq đến khi cậu học đại học. Điều này không khác gì việc hai vợ chồng Samwan để cho Iraq nhận lại cha ruột của mình. Hai người xảy ra tranh cãi, một bên là phải nuôi con người khác 11 năm, mặc dù biết rằng đó không phải là con của mình, nhưng nó lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Samwan cũng dần tiếp nhận nó là con của mình. Một bên khác, nếu trả Iraq về nhà, nhất định nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều quan trọng hơn, bọn họ có thể cứu về một mạng người, mạng của Hasuyang. Cuối cùng, lòng lương thiện đã chiến thắng. Ran Ok đưa con trai đến nhà của Hasuyang, còn cậu bé Iraq lại không hề muốn tham gia nghi lễ gọi hồn vô nghĩa này. Tiếng mắng mỏ của pháp sư, cơn thịnh nộ của bà vợ, tiếng khóc của mẹ, tất cả đều khiến cho cậu bé Iraq cảm thấy không thích ứng được. Lúc này, Samwan đang lo lắng nấp sau cửa sổ, nhìn cậu con trai bé bỏng. Cậu bé Iraq vừa ấm ức, vừa sợ hãi, nhìn thấy cha mình, liền liên tục khóc nói, bố ơi, đừng đi mà. Nghe thấy con mình cầu cứu, Samwan không thể nhẫn tâm thêm nữa, trái tim anh ta dậy sóng, mà cơn sóng này chính là biểu hiện của tình phụ tử. Anh ta không quan tâm mọi người trong phòng đang tiến hành nghi lễ, xông vào mang vợ và con trai đi. Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, quan hệ của cả nhà dường như lại càng thân thiết hơn. Nhưng đúng là chuyện vui thì thường ngắn ngủi. Iraq bởi vì là con của Hasuyang cho nên cũng bị di chuyển căn bệnh của cha mình. Để cứu con trai, Samwan này phải vay mượn tiền khắp nơi. Iraq được chuyển đến bệnh viện ở Seoul và cũng bị chẩn đoán là mắc bệnh viêm não. Không còn cách nào, anh ta chỉ có thể tiếp tục bán máu cứu con. Người bình thường bán máu phải 3 tháng sau mới có thể tiếp tục bán máu. Nhưng vì để chữa bệnh cho con, Samwan vài ngày lại bán máu một lần. Anh ta không quan tâm đến sức khỏe bản thân, liên tục mang tiền lên Seoul để cứu con. Nhưng lúc này, người mẹ Ran Ok đang rất lo lắng cho con trai, đã không đợi được Samwan mang tiền đến trả viện phí. Cô đã lựa chọn bán thận của mình. Cũng may, cả cô và Iraq đều may mắn bình an xuất viện. Bộ phim kết thúc bằng cảnh, cả gia đình khỏe mạnh, ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bữa bánh bao nhân thịt và cả hấp xì dầu ngon lành. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, cả nhà sau khi trải qua muôn vàn thử thách, cuối cùng cũng có thể tìm lại được hạnh phúc. Đây quả là một bộ phim về tình cảm gia đình rất hay và cảm động. Ít đi một phần thờ ơ, lạnh nhạt giữa người với người, nhiều hơn một phần ấm áp và giản dị, thấm đượm tình cảm gia đình. Đạo diễn của bộ phim này quả thực là đã diễn tả ra được chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta có thể sẽ phải trải qua muôn trùng thử thách. Nhưng cho dù vết thương đó sâu đến đâu, chỉ cần cả gia đình đều sống sót, đều khỏe mạnh bên nhau, thì bất cứ sóng gió nào, bọn họ cũng có thể cùng nhau vượt qua. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay thế nào? Có ai xem xong mà nhớ tới công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình không? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón xem.